Lứa tuổi học sinh tiểu học thì việc các con dành nhiều thời gian cho vận động như là chơi thể thao, rồi các môn nghệ thuật hay là vũ đạo, ca nhạc sẽ mang lại rất là nhiều điều tích cực. Và đầu tiên, các con sẽ có sức khỏe tốt và một cơ thể dẻo dai. Theo con, việc này có đúng không? Có đúng không nào? Đúng rồi. Và thứ hai, thông qua việc các con được rèn luyện từ nhỏ thì chúng ta sẽ được phát hiện ra năng khiếu của bản thân. Và các con có thể thấy là mình hát hay, có bạn thì từ nhỏ đã nhảy đẹp và có bạn thì chơi bóng đá rất là tốt. Và nếu chúng ta rèn luyện ngay từ bây giờ kết hợp cùng với đam mê thì đó chính là con đường ngắn nhất để các con thành công. Và có bạn nào muốn mình lớn lên sẽ nổi tiếng như cầu thủ Quang Hải hay là cầu thủ Quang Phường không? Có bạn nào có đam mê giống cầu thủ Quang Hải và cầu thủ Quang Phường, các con giơ tay cao lên nào, thầy xem nào. Rồi, thầy cảm ơn các con. Có bạn nào muốn trở thành bác sĩ, giáo viên hay là phi công không? Ai có ước mơ lớn lên mình sẽ trở thành bác sĩ hay là giáo viên hay là phi công nào? Rồi bây giờ thầy sẽ phỏng vấn một vài bạn sẽ ước mơ lớn lên các bạn sẽ muốn làm gì nhá. Thầy xin mời con hãy cho thầy và cả các bạn biết là lớn lên thì con muốn làm nghề gì nào? Thầy là con làm nghề giáo viên. À, rất là giỏi. Bạn muốn lớn lên sẽ làm nghề giáo viên giống như thầy. Thầy mời một cảnh tay khác nữa nào. Rồi thầy mời bạn Nam ở đây. Lớn lên muốn làm chủ bộ đội để bảo vệ bình yên cho tổ quốc, cả con đồng ý không? Rồi thầy mời thêm một vài cảnh anh nữa. Và thầy mời con nào? Con muốn bố của con lớn lên làm một phi cứu hỏa. Làm chủ lính cứu hỏa, thầy đồng ý với con luôn. Thầy xin cảm ơn cả con đã chia sẻ cho thầy ước mơ của mình. Và thầy tin rằng sẽ có rất nhiều bạn sẽ có những ước mơ lớn hơn, những ước mơ đẹp hơn. Và tất cả chúng ta thì ai cũng có ước mơ hết. Và để thực hiện ước mơ đó thì ngay bây giờ chúng mình cần phải hành động. Và chiến dịch mà chúng ta đang hưởng đến ngày hôm nay chính là chiến dịch Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao, nâng cao trí lực. Và thông qua chương trình này, thầy hy vọng cả con sẽ nhanh chóng tìm ra được điểm mạnh của bản thân để phát huy tối đa năng khiếu của mình. Và đương nhiên, ngoài việc rèn luyện, vận động thì chúng ta cũng không quên được cái nhiệm vụ chính của chúng ta, đó là chính là nhiệm vụ học tập, đúng không nào? Và mỗi ngày thì các con nên dành ra 60 phút cho đam mê của mình, như là các hoạt động thể chất, chơi thể thao, nhảy flashmob, yoga. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để thể hiện bài dạy của chúng ta chưa nào? Các con đã sẵn sàng chưa? Xin mời âm nhạc.